Mấy em chiến binh báo đen về phục vụ cho anh em nha. Hello anh em, đây là mình anh bán giày Cần Đơ đây. Mấy anh em mà mớm cơ cao chân dài dài là chắc hẳn là trong nhà phải có cái đôi này rồi phải không? Chelsea boots thì nó làm tôn dáng cực kỳ luôn nha anh em. Thì cái dòng mà Chelsea boots này bên mình là dòng luxury nha, được làm từ da bò cao cấp luôn nha anh em. Nói chung là em cố gắng quay để thấy được cái độ mướt của em nó nè, cho nên là anh em thấy là phê phải không? Đế là đế fib hay đế cao su cứng, được bên em khâu mắc hay chắc chắn cho anh em luôn. Đinh đóng cái này thì biết nào mà nó hư anh em. Thì giày được bên em bảo hành 1 năm nha, vệ sinh đánh xi miễn phí cho anh em 1 năm. Anh em ở xa thì anh em sẽ hỗ trợ đổi size đổi mẫu cho mình nha. Thì thương hiệu bên em là Rooster Schumacher, giày nam cao cấp Cần Thơ. Địa chỉ là ở 179 Nguyễn Trãi, ngay ngã ba đường Trần Văn Khéo và Nguyễn Trãi luôn nha anh em. Anh em là có nhu cầu mua hàng thì vào hồ sơ cá nhân của em có thông tin, anh em mình các bạn liên hệ nhau nha.